Trong vòng 48 tiếng, hai linh mục người Ý truyền giáo tại Madagascar qua đời vì COVID-19. Gianluigi Piotto, 65 tuổi, dòng Orion, truyền giáo tại Madagascar từ 28 năm nay, đã qua đời vì virus corona tại Antananarivo, thủ đô Madagascar, sáng 23 tháng 7, sau khi được cấp cứu vào đêm hôm trước. Đây là nhà truyền giáo người Ý thứ hai qua đời vì virus corona tại Madagascar trong 48 tiếng đồng hồ. Gianluigi đến Madagascar từ năm 1992. Trong 28 năm, cha đã truyền giáo tại Ansofinontri, một khu vực bao gồm 28 ngôi làng phía bắc thủ đô, nơi cha là cha sở và giám đốc của trường dạy nghề. Gianluigi đã dành tâm huyết cho những người nghèo nhất, đặc biệt là các thiếu niên. Cha đã xây dựng 26 trường học và căng tin, hơn phát cho họ bữa ăn thực sự là bữa duy nhất trong ngày của họ. Vài ngày trước, Gianluigi có những vấn đề về hô hấp và những triệu chứng ngày càng trầm trọng hơn cho đến khi cha qua đời. Cha Albano Passarotto, trước đó hôm 21 tháng 7, cũng tại thủ đô Madagascar, cha Albano Passarotto, 80 tuổi, dòng Vinh Sơn, đã hoạt động 54 năm tại đảo này, cũng từ trần vì COVID-19. Cha xuất thân từ Rovigo và khi còn là một cậu bé, đã chuyển từ Polesine đến Costeria ở vùng Savonese. Sau khi lãnh đạo chủng viện và xây dựng trường nhà trẻ cho trẻ mồ côi, từ 15 năm qua, cha đã hoạt động ở miền Nam tại Tulanaro, đã thành lập và quản lý một trường học với 1.400 trẻ em thuộc các đối tượng nghèo nhất. Ngoài việc giảng dạy, cha còn cung cấp cho các em một bữa ăn nóng mỗi ngày. Vào thứ Bảy, cha cung cấp bữa ăn trưa cho khoảng 200 trẻ em. Đại dịch đang gia tăng với tốc độ chóng mặt ở Madagascar. Có hơn 8.000 trường hợp nhiễm virus, 70 trường hợp tử vong được ghi nhận chính thức, nhưng con số chắc chắn cao hơn nhiều do thiếu các xét nghiệm. Bộ Y tế đã yêu cầu trợ giúp khẩn cấp vì các bệnh viện đang phải hoạt động hết công suất.